Mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi trận chung kết bóng Việt Nam trong khuôn khổ giải đấu chào mừng ngày thứ năm tháng 8 và thứ sáu ngày 29 do Việt Nam tổ chức. Trận chung kết này diễn ra giữa đội Nam Trung và đội Bù Nhi nhé mọi người. Thank you.